Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Nhọt Ba Dũng chưng nào vỡ, nghi ngờ Việt Lốt dùng mặt nạ chiếm dụng giải thưởng Vào ngày 23 tháng 3, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng ký quyết định số 289 Theo đó, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Lê Văn Hoàn Chủ tịch Công ty Sổ số, số Điện toán Việt Nam Việt Lốt giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 công ty Việt Lốt là một doanh nghiệp của chính phủ, lập ra là để kiếm tiền về cho chính phủ. Cơ chế giải thưởng của Việt Lốt khác với cơ chế giải thưởng sổ số, số thông thường. Công ty Việt Lốt phát giải giống giải jackpot của Mỹ, tức là tiền thu do bán vé số đấy phải tách ra trả thưởng cho người chúng. Nếu đợt này không ai trúng, số tiền thưởng ấy được dồn cho đợt sau. Đây là cách chia thưởng được cho là hợp lý, nó khác cách chia thưởng theo kiểu sổ số, số truyền thống việt lốt là một doanh nghiệp thuộc chính phủ ở cơ chế sổ số truyền thống mỗi đợt mở thưởng nếu không có người trúng thưởng thì số tiền đấy được công ty sổ số hưởng đây là cách trao thưởng rất bất hợp lý trong trường hợp có gian lận trong sổ số công ty điều chỉnh để không ai trúng giải đặc biệt thì công ty mặc nhiên được hưởng chọn số tiền vốn thuộc về người chơi câu chuyện tiêu cực của công ty sổ số là vấn đề mà không người dân nào có thể khui ra được chỉ có công ty sổ số mới hiểu họ làm gì và thôi họ mang danh công ty sổ số kiến thiết nhưng họ hoàn toàn không dùng lợi nhuận để kiến thiết quốc gia mà là làm giàu cho các quan chức ngành sổ số không ai biết họ ém không cho người chúng giải bao nhiêu lần để làm giàu chỉ biết những năm gần đây người chúng giải đặc biệt của sổ số truyền thống ít dần đi cách làm giàu của công ty sổ số truyền thống rất dễ chỉ cần điều chỉnh kết quả quay số sao cho giải đặc biệt không rơi vào vé đã bán thì công ty sẽ giữ hết số tiền trao giải. Vậy thì số muốn hốt tiền của người chơi trong trò chơi Việt Lốt là gì? Đó là phát thưởng giả tạo. Tạo ra người trúng thưởng ảo lên truyền hình hay báo chí để trao thưởng. Nhưng thực chất người lên nhận giải thưởng truyền thông không phải là người mua vé số mà là người đóng giả. Thế là xong nghi ngờ hai người đứng đằng sau mặt nạ ở hai lần trúng jackpot là cùng một diễn viên. Từ khi thành lập cho đến nay, những người nhận giải thưởng của công ty Việt Lốt đều mang mặt nạ. Họ hoàn toàn giấu mặt người nhận, còn tên tuổi về địa chỉ người nhận thì lại hoàn toàn không có. Hành động này khiến xã hội đặt ra nghi vấn rằng những cá nhân nhận giải thưởng là những nhân vật đóng giả. Chỉ nhận giải để báo cáo với truyền thông là xong, còn giải thưởng thì vẫn nằm trong kết sắt của công ty. Báo chí nhà nước cũng đã từng phản ánh về những nghi cờ như người trúng thưởng mang giày cùng form với nhân viên Việt Lốt. Khi người nhận giải thưởng Việt Lốt trong hai lần khác nhau lại có ngoại hình giống y hệt nhau, vân vân. Tuy nhiên, dù đặt nhiều nghi vấn thì dư luận vẫn không làm gì, gì được công ty và doanh nghiệp này. Bởi vì doanh nghiệp này là doanh nghiệp nhà nước, thuộc quyền quản lý của chính phủ một khi chính phủ có chủ trương để người trúng thưởng mang mặt nạ có thể dẫn đến khả năng chiếm dụng tiền thưởng, thì không thể bắt chính phủ đưa ra ánh sáng chiêu trò này cho được. Người đã cầm ký quyết định thành lập Việt Lốt chính là ông Nguyễn Tân Dũng. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2011, ông Nguyễn Tân Dũng, Thủ tướng khi đó đã ký quyết định số 1109, phê duyệt đề án thành lập công ty kinh doanh sổ số, số tự chọn sổ số điện toán việt nam tức là công ty việt lốt và cũng từ đây công ty này như một mình một chợ chiếm lĩnh thị trường sổ số kiểu mỹ tại việt nam điều đáng nói là chỉ riêng họ độc quyền trên thị trường cũng đã đủ giàu nhưng vì lòng tham không đáy họ đã dựng lên các trao giải thưởng rất kỳ quặc đó là người nhận giải phải đeo mặt nạ và cũng chính hình thức trao giải thưởng này rất nghi ngờ việt lốt đã chiếm dụng giải thưởng của người chơi được đưa ra bàn tán Tuy nhiên vẫn không ai có thể phanh phui được vụ này vì chẳng ai dám động đến đứa con cưng của chính phủ. Công ty Việt Lốt là nơi mà người dân nghi ngờ có chiếm dụng tiền thưởng. Chỉ có Nguyễn Phú Trọng mới có thể lột mặt nạ của doanh nghiệp này và truy tí cùng sai phạm của người cho thành lập doanh nghiệp này mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Ung Nhọt Ba Dũng, Trưng nào Vỡ, Nghi Ngờ Việt Lốt, Dung Mặt Nạ chiếm dụng giải thưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo de kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin không thể tin nổi quang nổ có thể nhét cả tấn TNT vào bê phồn Nguyễn Tử Quảng là giám đốc điều hành của công ty cổ phần BKA. Công ty này hiện là công ty có tên tuổi trong lĩnh vực cung cấp phần mềm diệt virus máy tính và an ninh mạng. Cũng là một công ty lâu đời, thành lập từ những năm 1995 và ông Nguyễn Tử Quảng là giám đốc điều hành từ ngày thành lập cho đến nay. Được biết, công ty BKA của ông Nguyễn Tử Quảng kết hợp chặt chẽ với Bộ Công an của Việt Nam, trong đó Học viện An ninh nhân dân và Công ty An ninh mạng BKA đã ký thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp nghiên cứu khoa học nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Nói chung, BKA là một công ty đứng đầu, luôn đứng về phía phe của chính quyền Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc điều hành của BKA. Nổ nghĩa là nói khoác, việc ông Nguyễn Tử Quảng đã bị xã hội gắn thêm chữ nổ vào tên cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân là cách phát ngôn của ông này thường quá đà. Đây là cách làm thương hiệu rất yếu kém. Chính nó tạo ra khách hàng sự coi thường hoặc không tạo ra sự tin tưởng ở nơi khách hàng sử dụng dịch vụ. Vào năm 2021, ông Nguyễn Tử Quảng nói rằng Bphone là smartphone đầu tiên trên thế giới có tính năng chụp macro, tính ứng dụng hơn hẳn các hãng khác nên được Bfan khen ngợi. Không biết tính ưu việt của Bphone có được khách hàng tin tưởng hay không, chỉ biết rằng rất ít người Việt Nam chọn mua Bphone. Thay vì mua Bphone, họ mua những thương hiệu có tên tuổi như Samsung hay iPhone. Có lẽ đấy là thái độ của khách hàng đối với sản phẩm Bphone của BK của ông Nguyễn Tử Quảng làm ra. Vào năm 2022, sau khi ông được Hiệp hội Phần mềm Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa giao cho trọng trách giữ chức Chủ tịch Ủy ban Phát triển Trí tuệ Nhân tạo Ông Nguyễn Tử Quảng đã lên báo nói rằng trí tuệ nhân tạo của Việt Nam khả năng vươn lên số 1 thế giới. Hầu hết người ta đánh giá rằng đây là tật nổ của ông Nguyễn Tử Quảng chứ không phải là lời nói chân thật. Trình độ công nghệ của Việt Nam tới đâu ắt không ai có thể khó hiểu cả. Câu nói của ông Nguyễn Tử Quảng không làm cho người ta tin mà chỉ làm cho người ta so sánh và đánh giá phẩm chất con người của ông. Với con người được giao trọng trách lớn thì càng cả cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói Bởi lời nói thật những câu đánh giá đúng tình hình Nó giúp đối tác và cả thuộc hạ có cách ứng xử đúng nhất Còn khi mang hình trong mình trọng trách lớn mà vẫn mang bệnh nổ Thì khó hy vọng gì ở một lãnh đạo như thế Status của ông Quảng Nổ Vào ngày 22 tháng 3, tờ báo Cà Phê Bít dẫn lời ông Nguyễn Tử Quảng nói rằng BK đã thử nghiệm thành công nhờ công nghệ giống chất gpt và sẽ ứng dụng trên iphone được biết chất gpt là trí tuệ nhân tạo của công ty open air nó mới ra đời và làm chấn động xã hội hiện nay các ông lớn công nghệ của mỹ đều phải hớt hà hớt hải chạy theo công ty này không biết ông lớn như google facebook v v có chạy theo kịp hay không Tuy nhiên, các đại gia công nghệ trên thế giới không tuyên bố mạnh miệng nhiều Nguyễn Tử Quảng. Có người thì nhận xét rằng những lời nói vô giá trị của Nguyễn Tử Quảng là những thứ không đáng để mang lên mặt báo. Việc quảng cáo cho một ông giám đốc điều hành chuyên nói khoác là một cách phản giáo dục. Khi mà trên mạng có quá nhiều hàng triệu trẻ vị thành niên tiếp xúc với báo chí, đấy là cách quảng cáo tính thiếu trung thực cho giới trẻ đang hình thành nhân cách nếu ai tin vào lời nói của ông Quảng thì người ta sẽ có tư tưởng chờ đợi. Nếu ai không tin thì lại phi cười, buông một câu đầy mỉa mai rằng Quảng nổ đấy mà, ai mà tin. Một lần tự nổ của ông Nguyễn Tử Quảng có thể nói ông Quảng dùng cách nói này để tạo sự tò mò với sản phẩm bê của ông. Tuy nhiên sự tò mò này lại không còn nữa và rồi cũng sẽ chẳng ai bỏ tiền ra để sở hữu một thương hiệu mà khách hàng không tin cậy với một giám đốc điều hành không đáng tin cậy thì khó mà tạo ra một sản phẩm đáng tin cậy và nhiều năm qua bphone đã chứng minh điều đó một nhận xét khác với lời nói của ông nguyễn tử quảng như sau lần này ông quảng lại cho nhét cả tấn thuốc nổ tnt vào chiếc bphone của ông rồi có lẽ là như vậy không phải ngẫu nhiên mà thiên hạ đặt cho ông cái tên quảng nổ Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Không thể tin nổi Quảng nổ có thể nhét cả tấn TNT vào bề phồn Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm Để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm